Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay là 3 giờ rưỡi. Và như thường lệ thì chúng tôi vẫn có hai cái lão tướng. Bác Phương có ghé qua đây và đi rồi thì ngày hôm nay thì bác gọi là tương đối khỏe và bác nhưng mà là bác lại bận công việc. Bác Phương nói có thể gửi lời tất cả những ai mà muốn xuyên tạc cái gì thì kệ họ nhé. Tại vì đang có cái chuyện lùm xùm ở trong cái nhóm hội luận này, thành ra dễ bị xuyên tạc lắm. Thì tôi nói bà bác cứ yên chí đi, mình lo làm việc của mình không có mất công để ý của những cái chuyện của người khác. Tuy nhiên rằng là có những cái người mà hạng người đó, họ thích bị cái ống đu đủ nó bịt, nhưng mà trên miệng của họ thì lại không ai bịt được của họ, thành ra họ muốn nói gì họ nói. Xin lỗi quý vị. Và chúng tôi có như thường lệ bác Cường, mời bác Cường gửi lời chào khán giả KBC ngoài. Hôm nay thì hôm nay là ngày bao nhiêu tháng 4 rồi nhỉ? Dạ thưa 24 tháng 4 ạ. Hôm nay 24 tháng 4 rồi, gần tới ngày 30 tháng 4, còn một tuần nữa thôi. Chưa tới một tuần nữa. Thường người ta cứ thường nói là tháng 4 đen mấy gì đó, cho nên hôm nay chúng tôi mặc cái áo xanh nó không có đen tí nào cả. Dạ, em mặc áo trắng cho nó sáng ấy. Và thành ra xin kính chào quý thân hữu của KBC Hải Ngoại. Vâng, thưa các ngày ngày hôm nay cũng là ngày lịch sử thưa bác. Dạ, chúng tôi có những cái chương trình có in sẵn đây rồi. Thế nhưng mà như thế này là tại vì bác có Cường có đưa ra một cái vài đề nghị. Giống như là chúng tôi đã đọc trong suốt tuần vừa rồi, chúng tôi đọc tất cả hết 13 chương của quyển sách do tác giả Alan Dawson, là một người ký giả, họ đã ghi nhận lại cái cuốn cái những ngày 55 ngày, và ông đã kết luận rằng lịch sử Việt Nam được tái lập 55 ngày Điện Biên Phủ và bây giờ lại 55 ngày 30 tháng 4. Và trong đó cái chương mà nặng nề nhất là cái chương thứ 10, là cái chương nói về cái sự mà tham nhũng của chế độ. Thì bác Cường ngày hôm nay cũng muốn được tiếp với lại KBC Hải Ngoại ở những cái ngày này năm xưa. Và thưa ngày hôm nay thì ông Nguyễn Văn Thiệu 24 tháng 4 ông đang ở bên Đài Loan rồi này. Vâng, mời bác. Dạ thưa em, nói lịch sử nó tái diễn thì thực tình thì lịch sử Việt Nam nó linh thiêng thật. Nó là cái một trong những các cái vùng mà nó mang nhiều cái dấu vết của cả cái thế kỷ 19, 20, đầu thế kỷ 20, cái dân tộc Việt Nam. Nó vừa là tuyến đầu và nó vừa là nạn nhân của tất cả những cái thế lực quốc tế, nó hội tụ lại ở cái mảnh đất hình chữ S này, cho nên trách người này hay người kia thì cũng họ cũng chỉ là những các cái nạn nhân, những cái con cờ của cuộc chiến thôi. Thành ra hôm nay thì đấy, thành ra trước tiên thì mình mở đầu thì mình khen nhau một chút là anh Hùng thì dở lại cái cuốn lịch sử. Anh nói bây giờ tới chương mấy rồi? Dạ hết rồi, đọc hết là ngày hôm qua Vâng, đọc hết ngày hôm qua rồi thì song 13 song. chương. Dạ vâng. Vâng, song song với đó thì là cái Đài Viết Thương Sài Gòn thì cũng nói về cái cũng lại là nhật ký truyền thanh từng ngày, không ạ? Là nói về cái ông Pierre Dacour mà cái trung tá đại tá Dương Hiếu Nghĩa đó, dịch mà cái đó nó cái cuốn đó ông ấy dịch, ông ấy nói là quê quê mẹ Oan Khiên đó. Đại tá Dương Hiếu Nghĩa là một trong những các cái bộ mặt cũng rất là sáng giá của chắc là của Đại Việt, phải không ạ? Dạ vâng. Cùng với lại ông Huỳnh Thanh Tồn đó, Dạ à, vâng, Huỳnh Văn Tồn đó. Huỳnh Văn Tồn. Dạ. Vâng, là hai người đều là tỉnh trưởng của tỉnh Gia Định, phải Dạ. không ạ? Và ngay kế Sài Gòn đó, một trong những các cái tỉnh chủ chốt, tỉnh ngay biên, chỉ có trừ thủ đô Sài Gòn thì những cái người chính thống giữ thôi.
Chứ còn thì Gia Định thì là một trong những các cái tỉnh, một trong những các cái chức vụ lớn, vì nó rơi vào tay ông Huỳnh Văn Tồn rồi ông Dương Hiếu Nghĩa và vân vân. Thưa thế thì nhưng mà cũng để kiểm điểm lại thì cái tuần này tôi đọc được một cái bài của bà Bùi Bích Hà, bà ấy cũng kiểm điểm lại bao nhiêu nhân vật đi qua Mỹ, và tôi thấy bà này viết một cái bài này khá sâu sắc. Thành ra cho phép tôi đọc cái cho phép tôi đọc cái này. Mỗi thứ năm thì bà Bùi Bích Hà bà ấy đều là chia sẻ. Thế thì lần này đó, cái thứ năm này thì bà ấy viết hơi dài. Thế thì tôi đọc cái này một tí. Trong thời gian trong vòng một thập niên trở lại đây, con số những người trong nước sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để công khai bày tỏ lập trường chống đối chính quyền Cộng sản, được phép xuất cảnh qua Mỹ ngày càng nhiều. Bài bắt đầu bài lo sợ về cái những cái người này đi qua đó, cái xã hội Mỹ mà nó nhào nặn đó, tất cả những cái lý tưởng mang theo đó nó nát bấy. Bài dùng cái tượng là một miếng thịt tươi rơi xuống hầm một con cá sấu. Nước Mỹ là hầm một con cá sấu đó, và những các cái tấm lòng son sắt của những cái người mà mang cái mộng dân chủ rồi độc lập gì đó đi qua Mỹ thì khó mà giữ được cái tôi đọc tiếp. Bề ngoài nói rằng đây là thành quả do áp lực chính trị ở hải ngoại, được một số các vị dân cử Hoa Kỳ hay viên chức Bộ Ngoại giao đỡ đầu qua sự can thiệp cách này hay cách khác với nhà nước Cộng sản, thì cũng đúng. Tuy còn một thực tế khác phía sau những chuyến đi này, có lẽ không ai không biết, nhưng vì nhiều lý do không ai muốn huỵch toẹt ra. Đã hết rồi cái thời Việt Nam là một mảnh đất tối mò, ở đó nhà nước Cộng sản nắm quyền sinh sát đối với những ai không chấp nhận họ, hay những ai chính họ không chấp nhận. Từ đấu tố, một hình thức thi hành án tử hình trên bãi cỏ, vân vân. Và cũng lại tiếp theo là cũng qua rồi cái thời kẻ nói nhiều sự thật về chế độ thường bị tai nạn giao thông trên công lộ, chết một mình hay là cả gia đình trên quãng đường vắng, vẻ như vợ chồng kịch sĩ, kịch tác gia Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh cùng với con nhỏ và của họ. Đấy, tức là coi như là những người đối lập đó đã bị ám sát. Trước thì là cải cách ruộng đất, bây giờ là tới những cái nhà đối lập thì nghĩa là lại dùng cái xe để mà gây tai nạn giao thông. Bà ấy cũng nói rằng đã qua rồi. Bây giờ tới bây giờ, chúng ta có những nhân vật đấu tranh dân chủ sáng giá khi còn ở trong nước như giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, luật sư Đoàn Thanh Liêm, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, nhà giáo Nguyễn Chính Kết, luật sư Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày, các nhà văn Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, cựu đại úy công an Phàn Tỉnh Tạ Phong Tần, và mới đây nhất là ca sĩ Việt Khang. Mỗi vị tới đây một cách riêng và có phong thái hội nhập khác nhau, nhưng tất cả ra đi trong một hoàn cảnh chung là những mảnh ván vỡ ra từ một con thuyền lâm nạn. Tuy chuyên trở tình yêu nước và hoài bão, thể hiện tình yêu ấy giống nhau, song thử thách của đại dương sẽ định ra phẩm chất của từng mảnh ván trên dòng trôi dạt. Bài ví về cái người đàn bà này, bà ấy ví về một trong những người mà tôi thấy là cái ngòi bút sắc sảo. Bà ấy ví là những các cái người mà
tất cả những cái nhà đối lập đã đi ra như là những mảnh ván vỡ ra từ một con thuyền lâm nạn. Tuy chuyên chở tình yêu nước và hoài bão, thể hiện tình yêu ấy giống nhau, song thử thách của đại dương sẽ định ra phẩm chất của từng mảnh ván trên dòng đời trôi dạt. Tôi nhớ lại những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước, khi Hoa Kỳ cho phép công dân của họ được bảo lãnh thân nhân bị kẹt lại tại Việt Nam đi đoàn tụ gia đình theo chương trình ODP. Một bản niêm yết điều lệ dán trên phòng công tác người nước ngoài trên đường Nguyễn Du có dòng chữ in đậm: hai chấm, chính quyền chỉ cứu xét cho xuất cảnh các thành phần bất khiển dụng. Tôi thấy cái câu này nó không rõ. Hình như tôi không thấy bà này thì bà lại thấy cái câu này. Vâng, thì bà không nói dối đâu, nhưng mà nó thế này. Thế mà vâng, đây bà nói thì là vậy mà khi hai tin anh em nhà văn Duy Lam và Thế Uyên, những ngòi bút văn chương lý luận sắc bén thế hệ thứ hai của nhóm Tự Lực Văn Đoàn được ra đi chính thức theo chương trình HO, tôi vẫn còn kinh ngạc tự hỏi sao nhà nước cộng sản dám thả hổ về rừng. Tôi khờ khạo không hiểu rằng người nghệ sĩ nói chung như cái cây cần bám rễ vào thổ ngơi của quê hương để có mùa màng hoa trái. Cái cây chốc gốc sẽ héo úa dần rồi qua đời lặng lẽ. Bản thân tôi là một nhà giáo tốt nghiệp Đại học Quốc gia. Tới Mỹ, nếu không muốn bị lệ thuộc vào trợ cấp xã hội để dạy con tính tự lập, tôi lập tức trở thành một công nhân lao động hạng bét, làm việc trong hệ thống sản xuất dây chuyền, đêm đêm giật mình thức giấc, hốt hoảng cố nhớ xem đã gom đủ mấy cái chi phiếu để trả tiền thuê chung cư chưa. Đêm đầu tiên Mon Men tới trường Rancho Santiago, lúc xong lớp trở ra, tôi ngỡ ngẩn không biết mình đã đậu xe ở đâu, phải chờ cho sinh viên về gần hết bãi đậu xe trống hoắc, tôi mới nhận ra cái xe Toyota Corona cũ mềm của tôi trị giá 600 Mỹ Kim do một người hàng xóm thương tình để lại. Kinh nghiệm đáng sợ này làm tôi nhụt chí một phần. Phần khác là các con tôi cần tôi phụ giáo buổi tối, nên tôi đành bỏ ý định đi học lại. Chưa kể khoảng thời gian từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối hàng ngày, tôi phải làm thêm việc tại một văn phòng bảo hiểm mới đủ chi dùng cho gia đình 4 người. Dần dần tôi hiểu rằng xã hội Mỹ như cái máy xay khổng lồ, có hệ thống sàng lọc và phân loại tinh vi mọi thứ vật liệu, xay nát chúng thành vôi vựa để kiến tạo một đất nước phồn thịnh. Đấy là cái dấu hiệu Alzheimer đó bác. Vâng, đây là cái mà bà ấy nhắc lại cái số phận của những cái người mà đi, những cái nhà đối lập đã đi ra bên ngoài thì kiểm điểm lại thì thấy là cái xã hội Mỹ nó nghiền nát mình ra, và rồi thì để nó kiến tạo một cái xã hội mới. Tức thì trong này rồi thì sau đó thì bà ấy nhắc tới rằng thì là có thể là bà ấy nhắc tới một cái thép đã tôi thế đấy. Đấy là một trong những các cái cuốn sách của gối đầu của người cộng sản. Phải có cái ý chí đó, thép đã tôi thế đấy thì hãng làm cách mạng. Chứ còn thì làm cách mạng mà gọi là lãng mạn tiểu thuyết hay là mấy anh mà có cái thứ bằng cấp vớ va vớ vẩn này mà đòi làm cách mạng thì làm sao mà so sánh gì đối với lại cuộc cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh vân vân. Thành ra nó, cái bọn này là bây giờ nó ngồi mà nó than khóc, mà nó ngồi mà nó oán, nó ngồi mà nó nói rằng thì là
các cơ hội bỏ lỡ cái gì đó thì nó oán nó, bởi vì thằng thì là thực tình thì họ là những các cái người mà những cái người có bằng cấp đó, Tây nó gọi là lên diplôme đó, những thằng có bằng cấp, những thằng đầu óc nó không có ra gì cả. Bây giờ mà mấy cái cô mà đi vào làm truyền thông ở Cali từ cái lúc mà từ cái lúc mà Đài Lý Tân Sài Gòn đó, cái lúc bây giờ tôi đã nói với mấy cô đó là tôi nói rằng thì là khi cô đi vào truyền thông hải ngoại đó, cô là những người, cô là cái giai đoạn này của cuộc đời các cô là các cô lấy một người chồng sự nghiệp. Trước đây là người chồng định mệnh, người chồng của truyền thống, còn cái người chồng định mệnh tức là cái vai trò các cô đi vào truyền thông. Và rồi thì là các cô trưởng thành, và rồi các cô mới thấy rằng thì là nhiều khi các cô làm, nghĩa là gọi là giới thiệu chương trình này, giới thiệu chương trình kia đó, thì tôi thấy rằng thì là gần như là các cô làm một thứ cò mồi hướng dẫn cho mấy ông bác sĩ, mấy ông luật sư. Thành ra tôi thấy rằng thì là trong lòng các cô đó, các cô cũng coi thường mấy cái ông luật sư, bác sĩ, cái bọn có bằng cấp này. Và các cô cũng thấy bực mình. Bây giờ con các cô thì cũng là luật sư, bác sĩ cả rồi. Nhưng các cô bây giờ mới khám phá thấy là cái bọn giá áo túi cơm, cái bọn có bằng cấp đó, nó sốt quá. Thôi thì đấy thì tôi chỉ xin trích một chút về cái bà Bùi Bích Hà nói về cái thân phận của những người hải ngoại. Nhưng mà cái đài bây giờ họ chỉ sống nhờ bây giờ ba cái nhóm. Một nhóm luật sư, một nhóm bác sĩ và một nhóm bán bảo thuốc dược thảo. Dược thảo, dược thảo. Đúng. Đó. Đây mới là cái mà quyết tâm của Lê Duẩn. Đó. Đấy.